Adobe đã cập nhật một tính năng Generative AI cho Lightroom Classic giúp các bạn có thể xóa người, xóa vật thể dễ dàng hơn rất nhiều. Các bạn chỉ việc mở Lightroom lên, sau đó nhấp vào phần Help và chọn Nâng cấp. Chúng ta nhấp vào đây và nhấn vào Check for Update. Nếu các bạn đang ở phiên bản cũ hơn thì các bạn sẽ thấy một chữ Update ở bên cạnh Lightroom như vậy. Các bạn chỉ việc nhấp vào chữ Update và chờ một chút. Sau khi tải xong thì các bạn sẽ thấy nó được nâng cấp lên phiên bản 13.4, có nghĩa là các bạn đang ở phiên bản mới nhất và có được tính năng giống như ở trong hướng dẫn này. Ngoài cách nâng cấp thì các bạn có thể tham khảo chi tiết cách cài phiên bản mới nhất qua video đang hiển thị ở phía trên hoặc bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả. Quay trở lại Lightroom, các bạn đã chuyển sang phần Develop, sau đó chúng ta nhấp vào công cụ Remove. Ngoài ra các bạn có thể nhấn phím tắt là Q. Bây giờ chúng ta có thêm công cụ mới có tên là Remove và ở phía dưới thì các bạn sẽ thấy một lựa chọn, đó là Generative AI. Xuống thêm một chút nữa, chúng ta có lựa chọn là Object Aware. Lightroom sẽ phân tích cái vùng chọn mà các bạn đã tạo và tìm ra cái chủ thể ở trong đó. Bây giờ mình muốn xóa người bên trái thì chúng ta nhấp phím đóng mở ngoặc để tăng giảm kích thước của brush. Ngoài ra các bạn có thể nhấp vào đây và kéo như vậy. Các bạn có thể tăng giảm opacity nữa. Và trong trường hợp này thì mình sẽ để opacity 100%. Sau đó nhấp và tạo vùng chọn như vậy. Ok, các bạn thấy rất là dễ đúng không? Ngay sau khi nhả chuột ra, Lightroom tự động tạo cái vùng chọn bao quanh chủ thể. Mình muốn mở rộng vùng chọn thì chúng ta nhấp vào S, sau đó mở rộng vùng chọn thêm một chút như vậy. Ví dụ mình muốn bỏ phần này thì chúng ta nhấp vào Subtract. Các bạn sẽ thấy một dấu trừ ở đây. Mình thu nhỏ lại một chút, sau đó tô như vậy. Các bạn thấy nó sẽ loại bỏ cái phần vùng chọn này đi. Rất là hay đúng không ạ? Ok, chúng ta nhấp vào đây, chọn Fit, sau đó nhấp vào Apply. Nếu như kết quả đầu tiên chưa tốt thì các bạn hãy nhấp vào đây, chọn kết quả thứ hai và kết quả thứ ba. Và nếu như kết quả đó vẫn chưa tốt thì các bạn có thể nhấp vào Refresh để tạo thêm kết quả mới. Bây giờ chúng ta nhấp vào đây, chọn 100%. Các bạn thấy thế nào? Rất tuyệt đúng không? Nó xóa người nhưng mà nó lại vẽ thêm các chi tiết ở phía sau. Mình nhấn phím Y để thấy trước và sau. Chúng ta nhấp vào đây để xem trước và sau. Các bạn thấy cái phần này vẫn rất tự nhiên. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong tính năng mới nhất ở trong Lightroom Classic. Mình hy vọng qua đây thì các bạn sẽ biết cách áp dụng vào công việc để các bạn tiết kiệm thời gian và có nhiều ảnh đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu như các bạn thích thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Cũng đừng quên tham khảo những bài viết mình đính kèm ở trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ chúng ta phải tạm biệt rồi. Bye bye.